bệnh nhân hậu phẫu ngày thứ 9 trước được chờ đến lúc mổ là sợ không chịu, thì phải sau mổ là sợ không chịu mổ là mổ hở, sau tất cả lúc mổ là mổ không chịu lấy sỏi và đặt ống nghe để giữ lưu được mổ. Bệnh nhân trong bệnh nhân hậu phẫu ngày thứ 9 thì trong những ngày hậu phẫu trước á, thì bệnh nhân dung tiêu được bằng ngày hậu phẫu thứ 2, ăn uống vào ngày hậu phẫu thứ 3 và đi tiêu được vào ngày hậu phẫu thứ 4. Rồi bệnh nhân đi tiêu thì phân sệt, phân sệt và bệnh nhân hai là phân bạc hậu. Bệnh nhân trong những ngày hậu phẫu trước thì bệnh nhân ăn uống được, nhưng mà ăn uống ít hơn nhưng mà cảm giác rất là khó tiêu. Nó vẫn tắt được rồi. Dạ, rồi có vấn đề gì bệnh nhân này hiện tại thì dạ. Thầy biết là hậu phẫu ngày thứ mấy? Dạ, thứ chín của mở mặt chủ lấy sỏi dạ. Mở phương pháp mổ là mở hậu phẫu ngày thứ chín của sỏi mặt chủ dạ. Phương pháp mổ là mở mặt chủ lấy sỏi và dẫn lưu ở mặt chủ dạ. Dạ. Rồi nhưng có vấn đề gì nữa một hai vấn đề của bệnh nhân những ngày trước đó là ống nghe cũng luôn dịch ra thì một ngày 20 lít trong ngày trong 24 giờ, nhưng mà vết mổ thì đau nhẹ thôi, không có không có nhiễm trùng, không chảy dịch. Hiện tại của bệnh nhân thì bệnh nhân ăn uống được, đến ngày mai thì hôm nay cũng chưa đi cầu. Mới hôm qua thì bệnh nhân có phục ống nghe được 24 tiếng, đến từ lúc phục ống nghe cho đến lúc bây giờ thì dịch thì không có đi cầu, chưa có đi cầu nên không biết được là màu phân như thế nào. Ăn uống thì được, nước tiểu còn còn ống nghe là theo dõi đi cầu hả? Dạ không, ý đó là mấy ngày trước thì bệnh nhân phân có bạc màu là do dịch mập ra ngoài nên là em chưa theo dõi được phân cho mấy ngày. Nhưng mà trước khi cột là cái lượng dịch ra là bao nhiêu dạ, mỗi 500 ml một ngày? 500 là nhiều hay ít, bình thường dạ, hay bất thường? Dạ nếu như sau mổ thì 500 cũng có thể là bình thường, từ 300 đến 500 ml. Rồi bệnh nhân sau khi cột ống nghe không có đau, không có sốt. Tại sao nghĩ đến đau sốt? Hôm qua giờ bác đâu có đau gì không á, không có sốt. Vết mổ thì được rồi, mổ khám chưa? Vết mổ thì yếu, nhanh tốt, không có sờ đỏ, không sưng tấy. Hiện tại không có bảy, chỉ nhưng đã cắt bỏ mối ba. Nó tóm lại kết luận cuối cùng là gì? Chẩn đoán, cuối cùng là bệnh nhân hậu phẫu là di chứng khỏi mất chủ và tình trạng lành tốt. Đang hiện tại là sau 24 giờ sau khi kẹp ống. Tình trạng lành tốt là tình trạng cái gì lành tốt? Dạ, vết thương lành tốt và ống nội mất chủ mà ống kia là nếu mà sau ngày mà hôm nay mà không có tình trạng vẫn có vẫn tốt là vẫn căng, vẫn vẫn không đau và không sốt thì có thể cái ống trước đó nếu mà mình sẽ ăn và mình kiểm tra qua X-quang. Người ta buộc cái ống đó để làm cái gì? Cũng hay là trước khi rút ống nghe thì người ta phải buộc trong vòng 24 đến 48 giờ để xem là có hiện tượng bệnh nhân có đau bụng, có đau không, lạnh ống không, có sốt hay không, rồi để xem ra là đường mật đã lưu không sốt chưa. Lúc đó thì nên làm thêm siêu âm xem mà còn lại trong đường mật sỏi không, còn là X quang để mà X quang gì? Dạ X quang qua ống nghe có bạn quen để coi xem là đường mật không sốt chưa. Chừng nào rút? Hay là nếu như mà làm sau mổ thì 14 ngày theo dõi cột ống trong 14 đến 48 tiếng, chụp mà thông suốt rồi thì có thể là ống kè cắt sau mổ ống kè là khoảng 14 ngày, còn bộ ống kè là sau 24 đến 48 tiếng không có đau, không có sốt. Giờ bộ trước hay là chụp trước? Dạ. Giờ bộ trước cái chụp trước thăm là trước khi rút ống thì có hai bước, buộc ống và chụp đường mật qua thông ke, đúng chưa? Thì chụp trước hay là buộc trước? Buộc trước. Lý do tại sao phải buộc trước? Là buộc trước để mình coi để không có những luồng mật ra ngoài nữa, mình coi nhiệt độ nó vẫn tiếp tục tới xuống ống nghe mật chủ để coi nó thông suốt có buộc hay không. Đó là mật từ trên túi mật và trên gan có những cái thông suốt có buộc hay không? Mật thì nó sẽ ứ lại. Không có những tại vì cái này mình khóa những luồng. Còn hai cái bước này nó bổ sung cho nhau. Đúng chưa? Hai bước nó sẽ bổ sung hỗ trợ cho nhau. Thông thường là ta sẽ phải buộc trước khi chụp. Nha, buộc trước khi chụp. Nếu trong trường hợp mà buộc mà nó bệnh nhân tức sốt rồi
dịch mật nó rỉ qua trên ống tre thì ta sẽ không có chụp nữa. Ống bên kia thì mình có hai, đúng rồi, ta sẽ mở cái ống ra trở lại. Được rồi, tốt.